Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức và các sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Vừa qua tại xã Yên Phong, lãnh đạo huyện ủy Bắc Mê đã đi khảo sát và thăm hỏi công nhân nhà máy thủy điện Bắc Mê. Công trình nhà máy thủy điện Bắc Mê được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2014 với tổng mức đầu tư 1.454 tỷ đồng, tổng công suất lắp máy là 45 MW. Lượng điện phát bình quân hàng năm là 197 triệu kWh. Hiện nay, nhà máy có 20 công nhân đang làm việc, vận hành phát điện từ 5 giờ một ngày. Lương trung bình của công nhân đạt từ 10 đến 12 triệu đồng một tháng. Qua khảo sát, lãnh đạo huyện ủy Bắc Mê đề nghị tổ điều hành hoạt động của nhà máy duy trì hoạt động đúng với thời gian quy định, thực hiện tốt đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực lòng hồ, đảm bảo an toàn lao động, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội của địa phương, tham mưu cho tổng công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp các khoản thuế phí theo đúng quy định của pháp luật. Vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã đi kiểm tra thực tế tuyến đường từ thị trấn Vinh Quang đi xã Bản Luốc, xã Hồ Thầu có tổng chiều dài gần 28 km, trong đó tổng chiều dài tuyến sửa chữa là hơn 3,6 km, gồm 8 đoạn cục bộ, tuyến đường liên xã từ km 55 đường Bắc Quang Xín Mẩn đi xã Bản Nhùng, Tả Sư Tróng, Nậm Dịch với tổng chiều dài hơn 29 km, tổng chiều dài sửa chữa trên 2,7 km, gồm 24 đoạn tuyến và hai khu trung tâm xã Bản Nhùng, xã Tả Sư Tróng. Hiện nay, các đơn vị thi công đang triển khai thi công hạng mục đào mở rộng nền đường, đổ bê tông mặt đường, đào móng để xếp dọ đá. Qua kiểm tra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc. Yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện rà soát lại toàn bộ hai tuyến để có bổ sung kịp thời những vị trí cần sửa chữa, quan điểm ưu tiên tu sửa những đoạn mặt đường xuống cấp. Các nhà thầu thi công cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung máy móc, nhân lực để thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang vừa tổ chức phiên họp tháng 4. Trong tháng, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội đều tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 619,7 tỷ đồng, đón hơn 206.820 lượt du khách, doanh thu lưu trú đạt 7,13 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 130 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước được trên 20,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang đề nghị các đơn vị, các xã phường cần tập trung bám sát các nghị quyết chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, của Hội đồng nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện. Phấn đấu trong quý 2 các chỉ tiêu phải đạt từ 50% trở lên, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, nhất là cấp phép, quản lý sau cấp phép, san đào, đổ thải, chủ động trong công tác chặt tỉa, thay thế cây xanh, nạo vét cống rãnh thoát nước trước mùa mưa, chủ động các biện pháp trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng chống dịch bệnh trên người, vật nuôi, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Trung tâm Chính trị huyện Quang Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ thôn tổ dân phố khóa 1 năm 2024. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được truyền đạt 5 nội dung trọng tâm về phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở, công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng, công tác tổ chức của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát và công tác khen thưởng kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng và bồi dưỡng chuyên đề lịch sử đảng bộ tỉnh Hà Giang. Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí bí thư chi bộ được trang bị thêm kiến thức, tiếp tục nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, từ đó triển khai áp dụng đúng quy định, linh hoạt, sáng tạo và thực tiễn công tác đảng ở cơ sở, góp phần lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội địa phương và xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh. Huyện Quản Bạ có 13 đơn vị trường mầm non thuộc 13 xã thị trấn. Xác định để duy trì tốt sĩ số học sinh ở bậc mầm non, ngay từ đầu năm học, các đơn vị trường học đã xây dựng và ban hành kế hoạch giảng dạy, chăm sóc trẻ trong toàn năm học, với các hoạt động cụ thể như xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường, tiếp tục xây dựng mô hình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đổi mới và xây dựng nhiều góc học tập trong và ngoài lớp học, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa trải nghiệm phát triển đức, trí, thể, mỹ của trẻ, từ đó đã khơi gợi, thúc đẩy sự tò mò thích thú để trẻ thích đến trường học. Hiện tại, tỷ lệ duy trì sĩ số trẻ từ 0 đến 2 tuổi đạt gần 47%.
100%, tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đạt 100%. Thời gian tới, các đơn vị mầm non tại huyện tiếp tục thực hiện tốt giải pháp trong nâng cao phương pháp giảng dạy và chăm sóc trẻ, tăng cường công tác giảng dạy tiếng Việt, tăng cường các hoạt động trải nghiệm. Đây là những điều kiện cần thiết để tạo nền tảng vững chắc cho trẻ trước khi bước vào các bậc học tiếp theo. Trường Mầm non Hoa Hồng thị trấn Yên Minh vừa tổ chức hội thi bé với an toàn giao thông năm học 2023-2024 với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ, tạo cơ hội cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi được tham gia các phần thi, thể hiện năng khiếu của trẻ, đồng thời khen thưởng trẻ có nhiều thành tích trong hội thi. Và đây cũng là chuyên đề trọng tâm của nhà trường trong năm học 2023-2024. Thông qua hội thi góp phần giúp giáo viên và trẻ thực hiện tốt nội dung giáo dục an toàn giao thông trong chương trình giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong trường mầm non, đặc biệt là những giải pháp thiết thực về giáo dục an toàn giao thông đối với thế hệ tương lai, góp phần hình thành những kỹ năng, hành vi, thói quen tốt cho trẻ khi tham gia giao thông, qua đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập và các hoạt động. Lãnh đạo huyện ủy Quang Bình vừa đi kiểm tra việc trồng cây hoa tường vi tại khu vực trung tâm huyện. Theo đó, tại trung tâm huyện Quang Bình đã có 18 cây bằng lăng được ghép với hoa tường vi trên thân cây. Đây là một điểm nhấn sẽ có tại lễ hội hoa tường vi huyện Quang Bình, dự kiến được tổ chức trong năm 2024. Lãnh đạo huyện ủy Quang Bình cũng đã khảo sát các tuyến đường để hình thành tuyến phố đi bộ tại khu vực trung tâm huyện, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cần tập trung chăm sóc các loại cây hoa được trồng khu vực trung tâm huyện, chú trọng kỹ thuật chăm sóc, bón phân, cắt tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây. Lãnh đạo huyện ủy Quang Bình yêu cầu các ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền cho bà con nhân dân, nhất là khu vực dân cư trung tâm huyện trồng thêm hoa giấy, hoa tường vi trước mỗi hộ, góp phần làm cho các tuyến phố đi bộ có thêm nhiều màu sắc, tạo sự ấn tượng đối với người dân và du khách khi đến với Quang Bình. Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang hiện có gần 20 cơ sở lưu trú. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, nhất là về công tác khai báo lưu trú và công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy cũng như các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, lưu trú, đặc biệt là các cơ sở có khách là người nước ngoài, đơn cử như cơ sở kinh doanh dịch vụ Healthy Hostel. Bình quân mỗi tháng cơ sở đón từ 300 đến 400 khách người nước ngoài đến lưu trú. Vì vậy cơ sở luôn chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh, nhất là trong khai báo tạm trú. Hiện nay thì công tác khai báo về quản lý lưu trú của cơ sở Hảo Ti thì khá là thực hiện khá là nghiêm túc, vì cũng rất là thuận lợi cho cái việc quản lý khách nước ngoài tới với cơ sở ấy, thì dựa trên cái phần mềm khai báo lưu trú ASM của công an ấy. Còn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Homestay QT được thành lập từ năm 2015 với các dịch vụ dẫn tour, cho thuê xe máy và lưu trú. Trước khi giao xe cho khách, cơ sở đều kiểm tra các điều kiện để tham gia giao thông, nhất là bằng lái và hướng dẫn cách vận hành xe máy tại các cung đường vùng cao, lộ trình di chuyển và các biện pháp đảm bảo an toàn khi lái xe máy. Tôi được phổ biến là bây giờ là khách là tự lái mà không có giấy phép lái xe quốc tế là chúng tôi là cũng không cho thuê. Và chúng tôi chuyển sang là thuê xe ôm, hướng dẫn cho khách, du khách là thuê xe ôm để đi cho đảm bảo an toàn trên đường. Thành phố Hà Giang có 63 cơ sở kinh doanh dịch vụ homestay. Để các cơ sở này hoạt động hiệu quả, trong thời gian qua thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhất là các cơ sở có đón khách nước ngoài. Trong đó tập trung kiểm tra về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy, kiểm tra công tác khai báo lưu trú, kiểm tra việc niêm yết giá, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó tăng cường công tác quảng bá thông tin về các danh lam thắng cảnh, các điểm đến đẹp hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Trong 2 năm trở lại đây thì số lượng khách đến với các homestay cũng đông trở lại. Thì trong công tác quản lý ấy, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền, làm việc kiểm tra với đối với các chủ cơ sở là yêu cầu chấp hành đầy đủ nghiêm các quy định của pháp luật. Trong những tháng đầu năm 2024 có gần 600.000 lượt khách tham quan du lịch tại thành phố Hà Giang, trong đó khách quốc tế là gần 17.000 lượt với doanh thu du lịch đạt trên 20 tỷ đồng. Với lượng khách đến với Hà Giang tăng mạnh, cùng với các hoạt động kích cầu quảng bá du lịch thì công tác quản lý các cơ sở homestay cũng cần phải siết chặt hơn nữa, bởi từ công tác quản lý này sẽ giúp cho hoạt động du lịch thành phố phát triển bền vững. Ngày 27 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình bị cháy nhà tại thôn Sán Trồ, xã Phố Là. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4, gia đình bà Sùng Thị Súng, thôn Sán Trồ, xã Phố Là bị cháy. Người dân trong thôn và chính quyền xã đã đến hỗ trợ chữa cháy, nhưng do lửa lớn lan nhanh đã thiêu rụi gần hết căn nhà gỗ 3 gian, một nhà bếp, 500 kg ngô cùng nhiều đồ dùng gia dụng khác.
ước thiệt hại trên 50 triệu đồng, may mắn không có thiệt hại về người. Đến thăm hỏi động viên và trao quà hỗ trợ ban đầu cho gia đình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn mong muốn gia đình sớm vượt qua khó khăn, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương vận động các đoàn thể cùng bà con nhân dân chung tay giúp đỡ, kịp thời hỗ trợ gia đình bà Súng làm lại nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Huyện Xín Mần vừa tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy lần thứ nhất năm 2024. Tại phần thi thực hành chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, từng nội dung kỹ năng về bấm chuông, chuẩn bị đồ bảo hộ, cứu hộ, phá khóa, dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản được các đội thi thực hiện nhuần nhuyễn và hoàn thành chỉ trong vòng 1 đến 3 phút. Đến với hội thi hôm nay, ngoài quyết tâm đạt thành tích cao, chúng tôi nằm nâng cao cái công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của tại cơ sở chúng tôi được tốt hơn. Phần thi lý thuyết cũng diễn ra sôi nổi hấp dẫn với nội dung hỏi đáp về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng hình thức bốc thăm thành viên và câu hỏi. Mỗi đội sẽ có 15 giây chuẩn bị và 60 giây trả lời với thang điểm tối đa là 10 điểm. Các anh cho mình ôn học cái câu hỏi rất là sát với lại cuộc sống hàng ngày của mình, thì cũng từ đó mà mình cũng biết cách để xử lý. Hội thi năm nay có 5 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được xây dựng tại các địa phương, thị trấn Cốc Bài, xã Nà Trì, Quảng Nguyên, xã Bản Díu và xã Xín Mần tham gia dự thi. Theo đánh giá, 100% đội thi đã hoàn thành tốt các phần thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện được năng lực ứng phó, xử lý sự cố phòng cháy chữa cháy sát với thực tiễn. Các cái đội cũng như là các cái vận động viên trong đội ấy, là nắm vững tất cả các cái quy chế của hội thi. Thế rồi thì các cái thao tác là tương đối là thuần thục. Thông qua hội thi đã góp phần bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu thành viên, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa hoạt động của các tổ này đi vào thực chất, phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư. Công an huyện Yên Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà DTKT, sinh năm 1982 ở thị trấn Yên Minh với mức phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải bài viết với nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Minh trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 4 tháng 4 năm 2024, bà DTKT đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung bôi nhọ, xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Minh cùng với hình ảnh của một số đồng chí cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện Yên Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Yên Minh đã xác định chủ tài khoản trên là bà DTKT, người ở thị trấn Yên Minh. Được mời đến làm việc, bà T đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Dự án nuôi bò liên kết theo chuỗi giá trị triển khai tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê có tổng kinh phí thực hiện là trên 2 tỷ 400 triệu đồng. Triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2023, xã Yên Định có 11 hộ gia đình được hỗ trợ mua 22 con bò. Các hộ dân tham gia dự án được nhà nước hỗ trợ tiền giống 80% trong thời gian 3 năm không lãi. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của chính phủ, sau 1 năm thực hiện, đến nay số bò đã sinh sản thêm là 13 con và đều phát triển khỏe mạnh. Công tác chăm sóc của nhân dân thực hiện bò liên kết thì nhân dân về cơ bản thì cũng đã thực hiện tuân thủ theo đúng cái nguyên tắc về chăn nuôi bò cũng như là đảm bảo được cái công tác chăm sóc, bảo vệ chuồng trại và trồng cỏ. Để thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân xã Yên Định thực hiện các nội dung đảm bảo đạt các mục tiêu kế hoạch đúng đối tượng và tỷ lệ kinh phí đối ứng quy định tối thiểu từ các bên tham gia liên kết. Tập huấn nâng cao năng lực kiến thức, nắm bắt các quy trình kỹ thuật, chế độ, chính sách thực hiện liên kết, phối hợp với cơ sở có uy tín để mua con giống đủ số lượng chất lượng, tiến hành khảo sát, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đoàn đàn bò của nhà nước, người dân trong thôn rất là vui mừng phấn khởi và người dân sẽ hứa chăm sóc đàn bò thật tốt để sau này phát triển kinh tế. Tôi đảm bảo cái con bò cung ứng lên đây là đúng theo cái tiêu chuẩn cái bò giống bò vùng cao mà giống bò đơn vị hiện nay là cũng đang tiêu thụ cái bò này. Thì chúng tôi cung cấp bò này, chúng tôi có trách nhiệm chúng tôi bao tiêu lại những cái sản phẩm của bà con khi làm ra. Để dự án tiếp tục đạt hiệu quả tốt có thể nhân rộng trên địa bàn, xã Yên Định sẽ thường xuyên kiểm tra tình hình phát triển của bò được sao, trực tiếp hướng dẫn các hộ tham gia các quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, dự trữ thức ăn cho đàn bò, tuân thủ nghiêm các quy định đối với đơn vị liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.